Duy Khánh xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ở đêm thi tuần trước thì khi mà Khánh thấy các thí sinh của chúng ta bấm chọn nhân vật thì Khánh đã wow liên tục. Thật sự là đây là những nhân vật Duy Khánh rất mong đợi để được xem. Và Khánh tin chắc là không phải chỉ riêng Khánh đâu, mà cả giám khảo của chúng ta nè, rồi các bạn khán giả cũng sẽ rất là hồ hởi để chờ đợi. Nên vì vậy hứa hẹn buổi tối ngày hôm nay sẽ là một bữa tiệc âm nhạc vô cùng hoành tráng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay sau đây Duy Khánh xin được giới thiệu hai vị giám khảo cố định của chúng ta. Đó chính là giám khảo ca sĩ Mỹ Linh và giám khảo diễn viên MC Đại Nghĩa. Đặc biệt hơn hết, ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vị giám khảo khách mời. Cô ấy là một người mà Duy Khánh cực kỳ ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp, ăn nói rất duyên dáng và rất cuốn hút. Đó chính là nhà báo MC Trác Thi Miêu. Em mời chị. Em chào chị Miêu ạ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên chị đến với Gương Mặt Thân Quen với tư cách là một giám khảo khách mời, thì không biết là cảm xúc của chị như thế nào ạ? Có lẽ là chỉ có Gương Mặt Thân Quen thì khán giả và cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi không chỉ là được gặp những gương mặt thân quen ở trong showbiz là bạn bè đồng nghiệp của mình, mà ngay cả những thần tượng mà chưa chắc gì chúng ta có thể lại gần được và mang lại ngay trên sân khấu này. Lần đầu đến với Gương Mặt Thân Quen, tôi là gương mặt không quen và chờ đợi những phút giây hồi hộp nhất. Dạ vâng ạ. Không biết là anh Đại Nghĩa với chị Mỹ Linh như thế nào ạ? Anh rất là nóng lòng, bởi vì tuần trước khi mà các bạn bấm nút chọn, những nhân vật của ngày hôm nay rất là ấn tượng, mà có nhiều đất để mà cho các bạn khai thác. Và hôm nay chúng ta chắc chắn là sẽ có một cái bữa thưởng thức nghệ thuật thật là thú vị. Cảm ơn anh Đại Nghĩa rất là nhiều. Em xin mời chị Mỹ Linh ạ. Cũng giống như chị Trác Thi Miêu và Đại Nghĩa, tôi cũng không thể nào mà không nóng lòng hơn để chờ đợi tiết mục đầu tiên sẽ là ai mở màn hôm nay. Và ngay sau đây, không để mất thời gian của ba vị giám khảo cũng như là các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Ly khi hóa thân thành nam ca sĩ Eric. Xin mời. Ủa, quay chưa? Quay rồi. Thôi hả? Khánh đang ngồi ngắm nhìn Linh, tại vì ngày hôm nay Linh rất là xinh đẹp. Tuần này Linh Ly sẽ hóa thân thành nam ca sĩ Eric. Thì Khánh thấy được có sự tương đồng về ngoại hình. Không hề luôn. Tại sao? Thực ra là ấy, là Linh có mượn đồ của Eric. Oh. Mượn nguyên bộ quần áo luôn. Nhưng mà đồ của Eric rồi Linh mặc vào thì trông nó có vừa và nó có... Thì muốn nhìn Linh như thế nào ấy, thì chúng ta hãy cùng đến với clip tập luyện nhá. Trời, rất là hay luôn. Và bây giờ coi thử xem nào. Quần áo thì còn gì phải nói, trong khi Linh đã nói trước đó là đây là trang phục mượn từ Eric, nên là mình cứ thoải mái thể hiện. Đúng. Nên vì vậy cái cần quan tâm đó chính là giọng hát. Vậy thì Linh có thấy bất lợi hay không khi mà giọng của Linh với giọng của Eric nó không có cái gì liên quan hết? Đúng là không có gì liên quan thật luôn ấy. Nhưng mà Linh đã tìm ra một cái cách hát để làm sao giống nhất. Trời. Đó chính là cách phát âm. Ví dụ: tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, kiểu rung 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 xíu xong rồi ngang ngang, đúng không? Và đặc biệt là Eric rất hay luyện nữa. Ngô ngô kiểu đó, đó. Đúng, chính xác. Yeah. Luôn đó là một cái màu sắc rất riêng biệt của nam ca sĩ Eric. Và ngay bây giờ không nói thêm một cái gì nữa, bước thẳng lên sân khấu và hóa thân thành nam ca sĩ Eric. Xin chào mọi người, chúng ta hãy cùng đón xem màn hóa thân của Linh Ly khi hóa thân thành Eric trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen.
làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Oh, oh. Trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Không thể tin vào gì út em, không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết. Phải nhận đau một lần mới thấu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau. Anh thực sự ngu ngốc, bao về người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ, người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là chỉ anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Đành đến cứ đi như vậy, nếu em không còn yêu anh nữa. Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy, chia tay để tìm nơi tốt hơn. Giận mình anh mới biết anh quá vô tâm, để ngay cả một người cũng đành mất. Anh thực sự ngu ngốc, bao vì người ấy cũng không xong, nỡ là người yêu khác thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh thực sự ngu ngốc, bao về người ấy cũng không sao, đó là người yêu khác thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ, người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Điều sau cuối anh làm, niềm vui em hãy đem theo. Gọi nỗi buồn lại để anh mang. Và đó là Linh Ly khi hóa thân thành nam ca sĩ Eric. Cảm ơn các bạn dancer. Xin chào Eric. Dạ Eric, xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả quý vị giám khảo và xin chào tất cả các khán giả. Trước mắt là Eric có thấy không? Anh đang nhảy dơ lên đó, thấy không? Dáng y như đúc. Trời ơi. Và không biết là sau khi nghe Linh Ly hóa thân thành nam ca sĩ Eric thì không biết là cảm xúc của chị Mỹ Linh như thế nào ạ? Giờ cần gì phải nói đâu. Này chúng ta truyền thông điệp đây rồi. Truyền thông điệp. Tức là chị vẫn luôn đánh giá cao Linh Ly rồi. Giả kỳ nào cũng đâu ra đấy. Nhưng mà hôm nay thì cái độ giống là nó cao hơn tất cả các lần trước đấy. Tại vì cũng có thể là cái giọng của em ấy nó cũng hơi giống giống với giọng của Eric. Em nghiên cứu rất là kỹ cách nghiến răng rồi rồi phát âm này kia, và em hát rất là nuột. Hát theo kiểu của Eric cũng không phải dễ đâu. Cũng phải tập cũng rất là nhiều nhưng... đấy, cũng khó đấy. Chị thấy là rất là giống. Dạ, em cảm ơn chị rất chúc nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Vâng, em xin mời giám khảo Trác Thiên Miêu ạ. Nếu mà có thể chọn cái bảng ở đây á, đối với Miêu cái yếu tố này cũng quan trọng. À, nhưng mà quan trọng nhất á là anh này.
Wow. Có lẽ là khoảng 1/3 thời lượng đầu thì Linh vẫn còn đang rất là tập trung vào cái nhân vật mà mình phải hóa thân. Nhưng mà đúng là bạn là một ca sĩ chuyên nghiệp. Một khi bạn đã hát, một khi bạn đã bước vào tâm hồn của nhạc phẩm rồi á, thì hoàn toàn phần sau bạn đang hóa thân vào nó, khẩu hình trở thành của bạn. Bạn nghiến chữ như thể nó là phản xạ tự nhiên của bạn ngay từ đầu. Cho nên tôi nói trước hết là bản lĩnh chuyên môn phải giỏi mới làm được điều đó. Giỏi quá. Em cảm ơn chị Miu rất nhiều. Cảm ơn chị Miu rất là nhiều ạ. Vâng, em xin mời anh Đại Nghĩa. Khi mà Linh bắt đầu cất những cái câu hát đầu tiên, anh quay qua nói với chị Mỹ Linh liền: ồ trời, giống nha, giống nha. Mà càng về sau lại càng giống. Đặc biệt là những cái từ cuối câu á, chẳng hạn như là từ phút ấy, rồi cái từ không xong nè, nó rất là giống với cái giọng của Eric luôn. Cái cách luyến nó cũng giống, và cái âm sắc trong cái giọng của em cũng giống. Mà anh mất cười là bởi vì khi em hát á, em cố tình em nghiến á, em nghiến nó cho cái giọng nó ra đó. Mà có cảm giác mà nghiến muốn nát cái nốt nhạc luôn. Nhưng mà đẩy được lên nhanh đi, nhanh đây nè. Thì đó, nhưng mà bạn mới rất tỉnh táo nha. Ngay khi mà canh vũ công á, anh lùi. Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm thế. Mãi nhận đau một lần mới thấu. Anh thấy đầu một cái là không phải diễn luôn anh ạ. Đó, tức là có cái sự kiểm soát. Nha, mình vẫn là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mình thả hồn trong ca khúc, mình thăng hoa với bài hát của mình, nhưng mình vẫn kiểm soát để mình làm chủ được sân khấu. Thì đó là bản lĩnh của một người nghệ sĩ. Chúc mừng Liên Liên ngày hôm nay với phần mở màn thành công. Wow. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Một lần nữa, chúc mừng Liên Liên. Vâng, xin mời bạn về chỗ nha. Và ngay bây giờ, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, thì các bạn hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Duy Khánh xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây sẽ là một bạn thí sinh vừa mới vừa quay trở lại chương trình Gương Mặt Thân Quen. Khánh rất là nóng lòng muốn vào trong phòng chờ để nghe bạn ấy chia sẻ trước khi bạn ấy bước ra sân khấu. Các bạn hãy cùng theo chân Duy Khánh nhé. Tuần này là Hải Đăng Đô sẽ hóa thân thành Maroon 5. Chính xác. Vậy là em sẽ chọn hóa thân thành nhân vật nào ở trong một band nhạc của Maroon 5? Em sẽ chọn làm vocal chính của Maroon 5, Adam Levine. Wow, quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà anh hỏi nè, theo anh được biết thì những cái tiết mục biểu diễn của nhóm luôn luôn là live band. Vậy là lần này em sẽ là mang cả một cái band nhạc lên trên sân khấu, đánh live, hát live. Lần này em chơi mạo hiểm luôn. Là em sẽ nhờ một band nhạc mà đấy là bạn của em luôn. Không phải là những người thực sự quá chuyên nghiệp. Nhưng mà bọn em sẽ cháy hết mình trên sân khấu đấy. Khi mình nhìn lại bọn em đã cố gắng hết sức rồi. Tuyệt vời. Anh thấy là gần như là khi mình làm việc với người nhà thì cảm giác nó an toàn hơn rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, an toàn cũng có mà rủi ro cũng có. Không, anh nghĩ là an toàn nhiều hơn. Tại vì mình hiểu nhau mà. Vô công việc nó sẽ tốt hơn, nó hiệu quả hơn. Anh chỉ đang lo ngại về cái phần hóa trang thôi. Hai cái mà em kiểu lo nhất là bộ râu. Và hình xăm. Em không có hình xăm ở đây đúng không? Tại bây giờ mình có kịp xăm không ta? Hay mình đi xăm thật luôn anh? Đừng có xăm thiệt. Em nhờ bên ekip hóa trang đi. Họ sẽ giúp em để có thể hóa thân thành Adam Levine một cách hoàn hảo nhất. Dạ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi anh, em thấy mình giờ luôn. Lên thẳng sân khấu và hóa thân thành Adam Levine trong nhóm nhạc Maroon 5. Ta-da! Yeah. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. Sugar, please, what you gonna do now on me? Right here,
kinda sugar sweet. I want somebody to speak, don't want somebody to speak. I gotta be the man. My name is Adam Levine. Thank you, thank you. Cảm ơn các bạn trong ban nhạc rất là nhiều. Quá là cháy. Lâu lắm rồi mới thấy Khả Đăng Đu cháy như vậy đúng không? À, đỉnh dữ. Vâng ạ. Khoan, cho anh hỏi thăm chút xíu chị Miu. Chị Miu, cái gì mà tự nhiên chị tranh giành với em cái bản Ngạc Nhiên Chưa này vậy chị? Lần đầu tiên chị đến với chương trình, chị chưa biết bạn này ở những tập trước mà chị dành cái Ngạc Nhiên Chưa. Trời đất ơi, thì bởi vì tôi biết Ngạc Nhiên, nếu mà tôi biết rồi tôi ngạc nhiên mừng chi. Trời đất ơi, em mới giữ cái bản Ngạc Nhiên Chưa, giật động lấy cái đó mất rồi, thấy cái nào màu hồng cầm đại vậy thôi chứ bắt đầu là lấy cái này. Ngạc nhiên hả? Ngạc nhiên về độ tinh xảo. You say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shh. Wow. Và để làm chủ tiết tấu đó cộng với cả yếu tố biểu diễn và sự duyên dáng mà người ta vẫn nhìn thấy trên sân khấu khi mà my ego is big, I don't give a shh, thì lúc đó đối với Miu đó là ngạc nhiên chưa. Ngạc nhiên ở khả năng thể hiện, ngạc nhiên ở khả năng quan sát và ngạc nhiên với cái giọng giả thanh đó và làm chủ được hết tất cả mọi thứ. Ngạc nhiên chưa, tết đó cũng dành nữa hả? Chị Miu quyết tâm là dành cho bằng được. Từ tay anh Đại Nghĩa, ngoài cái cảm xúc ngạc nhiên chưa thì nó còn những cảm xúc nào khác bao hàm không ạ? Đáng yêu quá ta. Tương tác với khán giả đúng y như điều mà mỗi khi mà con lớp Maroon 5 xuất hiện trên sân khấu, tất cả rìa sân khấu đều bị nấu đến một độ sôi 100 độ C. Chị, nhưng mà cho em hỏi thăm cái lúc mà Maroon 5 diễn á chị, có ai mà đập đầu giống chị vậy không? Còn thấy, em đang định hỏi cái cảm xúc đó đầu. Thì em coi biết là fan của Maroon 5 khi mà xem trực tiếp anh ấy diễn ngoài sân khấu thì như thế nào thì... Chỉ có một điểm trừ, có cái điểm trừ. Trừ gì chị? Không có cái đoạn cởi áo hả? Nhưng mà hồi nãy bạn đến gần chị Miu thì cái lúc đó chị Miu cảm xúc như thế nào mà em thấy chị Miu đập đầu nhiều như vậy? Như một fan girl rẻ tiền. Lúc đó bạn biến tôi thành một fan girl rẻ tiền. Tôi không cần biết gì hết, tôi có cảm giác như là tôi đang được tiếp cận bởi ngôi sao của mình. Và bạn biết rồi, mấy bạn fan là không biết làm gì, không biết ăn làm sao, nói làm sao á, không biết xử lý động tác mình như thế nào. Và bạn cho tôi được cái lung tung đó, cái phấn khích đó. Yeah, đã quá, tốt quá, đáng yêu quá ta. Cảm ơn giám khảo Trác Thi Miu rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tức là tôi nói thật đấy mà, là mắt tôi đã thuộc dạng to rồi mà hôm nay là nó to hết cỡ luôn. Yeah. Không thể ngờ được mà đây lại là anh Hải Đăng Đu. Thiệt á. Xuất sắc luôn, năm dấu sắc không thể ngờ được. Hôm nay lột sắc, ngay cả về hóa trang, nhân dáng, hóa trang, rồi cái cách mà bạn ấy nghiên cứu từng động tác một, mix hai bài hát vào nhau. Ê, đó, cái đó. Ở đâu là cái đó? Cái đó,
Anh thấy rằng ở Hải Đăng là có một cái gương mặt mà khi hóa thân thành nhân vật nào mình cũng thấy có cái nét giống hết. Nhưng mà đến cái tuần này thì ngoài cái lợi thế đó ra thì em đã cho mọi người thấy rằng là cái khả năng để hóa thân thành một nhân vật khác từ cái giọng hát, từ cái phong cách nó hoàn hảo hơn so với những tuần trước. Thật ra để bắt chước thành cái anh chàng Adam Levine này thì không phải dễ, bởi vì anh ấy chuyên hát cái giọng máy, giọng giả thanh là một cái điều rất khó rồi mà em cũng làm được. Và cái quan trọng hơn hết ở cái anh chàng này đó là cái gì? Cái sự sexy, cái sự quyến rũ, nó cuốn hút những người xung quanh. Thì đó là một cái cuộc lột xác ngoạn mục của em. Đúng là người ta hay nói đó, trở lại và lợi hại hơn xưa. Đây là một cái tiết mục anh nghĩ là thành công nhất của em suốt từ đầu đến tận bây giờ nha. Chúc mừng Hải Đăng. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Và một lần nữa xin chúc mừng Hải Đăng Đô. Xin mời bạn. Và ngay sau đây sẽ là thí sinh thứ ba, Phạm Việt Thắng. Anh ấy sẽ hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phạm Việt Thắng các bạn nhé. Xin chào Phạm Việt Thắng. Chào Khánh. Có hơi bất lợi cho Thắng hay không? Bởi vì anh Kim Tử Long là một người nói rặc giọng miền Nam. Em lại là giặc Bắc. Thì đó. Rồi bây giờ mình phải tập nói giọng Nam thì có quá khó khăn hay không? Tuần này thì em cũng đã bỏ thời gian ra tập rất là nhiều và trau chuốt hơn cho bản thân mình về cái từ vựng. Rất nhiều từ mà em từ trước giờ em chưa nghe và em chưa biết cái từ đó từ tao gì. Thí dụ giờ em thử nói một câu giọng Nam anh nghe thử. Dí dầu mốc nó là em không biết nghĩa của nó là cái gì hết. Từ trước giờ em chưa nghe mấy cái đấy bao giờ cả. Em đã rất khó khăn trong cái việc là em phải biết cái từ đó là cái từ gì và nó có nghĩa ra sao. Em hỏi những người xung quanh, bạn em cũng là người Nam mà cũng không biết nó có nghĩa là gì. Đúng rồi, tại vì giống như là đó là những cái câu ca hay là những câu nói được truyền miệng từ rất là xưa cho đến bây giờ. Đúng rồi ạ. Nhưng mà bây giờ để mình xem thử coi là bữa giờ Phạm Việt Thắng đã tập luyện như thế nào khi mà vừa nói giọng Nam vừa hát cải lương mà vừa diễn xuất nữa. Xin mời. Mà có hát mà mình có em bây giờ đã sẵn sàng chưa? Em thì thật ra sẵn sàng thì cũng chưa quá sẵn sàng đâu. Nhưng mà em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể những cái mà em đã được tập. Trời thương thì duyên dáng hơn một chút thì cũng được. Khánh nghĩ là cái việc mà bạn lên sân khấu được bao nhiêu điểm nó không quan trọng. Đúng quan rồi. Trọng là trong quá trình bạn thi bạn đã làm được những gì để có thể tạo được ấn tượng với khán giả và cả phía ban giám khảo. Chúc cho Phạm Việt Thắng sẽ tỏa sáng và thành công với tiết mục cực kỳ khó tối đêm nay. Let's go. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem Phạm Việt Thắng hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin mời. Sắp cập bến tới nơi rồi mà em lo em bám chúa chiên hoài à. Anh kiếm em sáng giờ luôn á. Anh kiếm em chi vậy? Thì anh kiếm em là để bàn lại cái chuyện mà hồi tối hôm qua tụi mình bàn nó còn cà gian dở đó. Chuyện hai đứa mình bàn gian dở hả? Ủa em không có nhớ hả? Em lại đây. Chuyện em, gì cả? Em lại đây. Em lại đây đi. Trời đất ơi, anh nói cái gì? Em ngồi xuống đây. Em không có nhớ chuyện gì luôn hả? Chuyện gì? Thì chuyện của những chiếc lá. À,
châu. Chợ xe lại biến cao xanh, chuyển 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 của đất Phan đây nè. Lưỡng liên một khúc sông, chuyện ông tơ xe sợi chị hồng. Cho cô hà chuối chiên và anh hầu hộp việc lộn, cùng sống trên bên bà quen thuộc. Trải ăn từng bữa, nếu mai một có đám cưới thì cũng phải có tiền làm dài ba mâm cỗ. Thì anh cũng biết là không có cần mâm cao có đầy gì hết trơn á. Nhưng rồi á, mai mốt mà tụi mình có gì? Có cô chú chiên con nè, có anh hồng thịt lợn con nè. Cái bà khoái, bà khoái. Là người ta mắc cỡ chết hả? Ủa, có gì đâu mắc cỡ. Thì tụi mình yêu nhau, tụi mình cưới nhau thì cũng phải có con chứ. Rồi cái tụi mình nghèo quá rồi lấy đâu ta tiền để nuôi tụi nó hả em? Trời ơi, em tưởng chuyện gì chứ chuyện này có gì đâu mà khó. Sao thì nè? Bây giờ ha, mỗi ngày em bán một mâm chuối chiên, anh bán một thúng hộp vịt lộn. Thì sau này mình có con á, em sẽ bán hai mâm chuối chiên, anh bán hai thúng hộp vịt lộn là mình đủ tiền nuôi con rồi. Trời đất ơi, tôi có con ghẹ khôn quá trời quá đất luôn à. Hà ơi. Dạ. Hà chúa chiên ơi, chỉ dầu mốt nọ chứ mai kia mà người ta có bắt được nhịp cầu cano liền hai bờ bên bắc, thì anh đây sẽ sắm cho đôi ta một chiếc thuyền con để em chèo anh lái cho về chứ chung. Lạc thiệt vậy? Thiệt chứ bỏ. Anh nói em nghe nè, mỗi lần á em ra bám chú chiên á là trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy sao xuyến lân lân không à? Ủa vậy á hả? Mỗi lần em ra chú chiên là anh thấy xúc động lân lân hả? Chứ làm sao nữa. Ngộ ha, mỗi lần anh ra hộp vịt lộn em cũng thấy xúc động lân lân xíu nào hết trơn á. Rồi, bà nói bà yêu tôi thì bà yêu chỗ nào trời? Người ta yêu là yêu phải yêu luôn cả tiếng rau luôn. À, anh biết rồi. Anh biết sao? Chắc là do là em lo bám chỗ chiên, em lo tính tiền, em thối tiền, em hỏng để á. Anh nói em nghe nè, bây giờ em nhắm mắt lại đi, cái anh giao lại cái tự nhiên em chú ý là em thấy sao xuyến lân lân liền à. Bây giờ em nhắm mắt em chú ý. Đúng rồi. Là cảm thấy liền hả? Em nhắm mắt nha. Em nhắm mắt đi. Nhắm mắt chưa? Rồi. Anh rao nha. Ai hộp thịt lộn không? Không có chịu đâu. Sao cho con ai cho hôn? Ủa, rồi không chịu làm vợ tôi thì chịu làm vợ ai trời? Dám làm vợ thằng cha này lắm nè. Ông có chịu không? Tôi xuống liền à. Cà băng. Thôi, lớn rồi còn chơi bắn súng nữa hả? Anh tính ca chứ bộ. Thôi, anh biết ca hả? Hôm nay anh giới thiệu với em luôn, anh mà ca là cà bolero là không làm lại anh đâu á. Hay quá vậy ta. Anh chuẩn bị anh ca nha. Đâu, anh ca cho em nghe coi. Cả bằng lòng đi em về với quê anh à. Một cú áo xanh, một dòng sông xanh, một hàng cây xanh qua trái đường, thuyền ngay bên sông, dòng hòa mênh mông.
ca bằng lòng theo anh em dẫm qua cầu ấy mùa mưa nè cầu trên dâu khó đưa dâu anh có cái món quà này anh dành tặng cho em á. Anh có quà tặng cho em hả? Cái món quà này anh phải bán 2 thúng hột vịt lộn thì anh mới đủ tiền để mua cho em á. Trời ơi. Từ từ để anh lấy. Đâu quà đâu? Sao anh biết cái màu này em thích vậy? Ủa, nhìn là biết rồi. Thiên phép em cho anh được kẹp lên mái tóc của em. Dạ, cứ tự nhiên. Tóc em là vàng đường tơ, cho anh kẹp, anh kẹp, anh mua 1.000 gậy. 1.000 gậy là nhiêu? 1.000 rưỡi. Cái bà bán kẹp á, bà nói là cả ba. 3.000. 30. Mặt cái anh giả 1.000 rưỡi, bà bán liền à. Ôi, anh trả giá hay như vậy hả? Vậy thôi, anh đi bán tiếp nha. Khoan. Sao nữa? Em cũng có quà tặng cho anh nữa. Thôi, anh không cần quà đâu, trời ơi. Nè. Wow. Món quà lại được gói trong tờ giấy báo. Xin phép em được cho anh mở quà tại chỗ. Dạ anh mở đi. Wow, sao tờ giấy báo lại là tờ giấy báo nữa. Trời Phật đất địa ông nội ơi, tưởng cái gì? Lại là miếng chuối chiên. Mãi. À đúng rồi, kể mà bây giờ không có ăn, mang về để đầu giường, sáng dậy thấy cặp nó miếng khỏi đánh răng lường. Ghê quá à. Vậy thôi, hả nói hả nghe nè. Dạ. Như cái chuyện tụi mình bàn nó còn dang dở em. Nếu mà tía má em á mà có bằng lòng á thì em có. Thì em có sao? Thì em bằng lòng. Yeah. Bằng lòng đi. Quá là dễ thương. Yeah. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng và bạn diễn nghệ sĩ Khánh Tâm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngay lúc này chắc là xin mời giám khảo Mỹ Linh chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi xem bạn Phạm Việt Thắng hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ạ. Lúc mà Thắng chuẩn bị biểu diễn ấy thì chúng tôi quay sang nhìn nhau và nói là khó đây. Đã cứ phải duyên mà lại còn phải hát hay, mà cải lương lại không phải sở trường của Thắng. Và tôi thấy rằng là Thắng quá xuất sắc luôn. Chúc mừng em. Ôi trời ơi, em đã luôn gây ngạc nhiên mà hôm nay vẫn tiếp tục gây ngạc nhiên được nữa. Quá giỏi luôn. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu ạ. Đúng là bạn gặp một cái đề rất là khó. Tại vì cái ngoại bộ thôi nè, cái khuôn mặt của bạn nè, mặt chữ điền nè, mà để mà giống anh Kim Tử Long được á, là phải cỡ như Khánh này là chị Mỹ Linh á, dạ mới giống. Dạ. À, cái mặt ảnh là mặt má bầu. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là giọng địa phương. Nhiều khi sinh viên mình trong trường phải học mấy năm thì mới xóa bỏ cái giọng địa phương, bạn chỉ có 1 tuần để làm việc. Như vậy là giỏi rồi. Nhưng mà nói thiệt là với chị Miu là chưa có được. Tại vì anh Long á, là mỗi khi anh ca hài á, mà anh ca vô cái giai anh hậu hột dịch lộn này á, mỗi khi mà anh nấc để mà anh nói cà lâm á, anh còn nháy luôn cả cơ mắt. Tức là nguyên cái vùng
cơ mặt của anh Long làm việc liên tục và nó rất là thuyết phục. Thế là bạn vừa phải phân tâm là giữ hơi dài nè, bạn vừa phải nhớ diễn với lại Khánh Tâm nè. Rồi mà trước đây mình ca giọng cổ, bao giờ mình ca cải lương bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với loại hình nghệ thuật. Đó, tôi nói rồi, khó quá, không có làm được đâu, khó lắm. Ừ, nói rồi khó. Nhưng mà vậy là được quá rồi chị. Nhưng mà khoái nhất cái đoạn ca Tân Nhạc mà muốn giật tông nào thì giật á, là y chang kiểu Kim Tử Long. Là y chang Kim Tử Long. Thì anh Long bản thân anh là có cái giọng kim, cái giọng nó rất là cao, rất là sáng, nó bắt mic lắm. Thì em ngay cả cái giọng thoại của em anh nghe nó cũng ra được cái âm sắc đó. Rồi khi em hát là một cái điều ngạc nhiên nữa. Bình thường cái giọng khàn như vậy sao tự nhiên bữa nay uống chanh hay uống cái gì, uống giấm để cho cái giọng nó trong, để mà nó sắc nó bén như vậy, hát cấn dây lên ra được cái màu sắc của anh Kim Tử Long. Thì đó là cái điều anh thấy rất là hay. Nếu như mà có một cái điểm nhắc nhẹ về phần diễn xuất á, thì khi em diễn có lẽ là do em tập trung vào cái lời hát về nhân vật của em, cho nên là cái đôi mắt của em là gần như là nhìn xuống suốt chứ không có dám giao lưu trực tiếp với cái người bạn diễn của mình. Dạ. Thì nhắc em cái chỗ đó thôi chứ dạ. Còn về cái phần còn lại của em thì theo anh đánh giá là em làm rất là tốt. Dạ. Mà bạn làm tốt như vậy có nghĩa là chúng ta là nhức đầu nha chị. Hôm nay anh nghĩ rằng sẽ là một cái bữa mà ban giám khảo chuẩn bị phải đi cấp cứu đó. Thiệt sự. Sẵn chuẩn bị bình nước biển, oxy này kia chờ sẵn ngoài kia. Ôi, tôi là tôi biết chắc ba người sắp tới không thể nào làm khó được tôi đâu. Đã để coi, để rồi coi nha. Để rồi coi ha. Vâng à, cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều và một lần nữa xin cảm ơn và chúc mừng Phạm Việt Thắng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và tiếp theo, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Duy Khánh sẽ quay trở lại ngay. Xin mời. Duy Khánh xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại một cô nàng tuần trước đã hóa thân thành một giọng ca rất là nội lực, đó chính là Donna Summer. Và tuần này cô ấy hóa thân thành nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Cara các bạn nhé. Xin mời. Xin chào Cara Phương. Ngày hôm nay thì bạn sẽ hóa thân thành nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Dạ đúng rồi. Bây giờ Khánh đang nhìn thử nè. Không có điểm gì giống hết, không có một cái điểm gì tương đồng hết. Ủa nói vậy nghe cảm thấy bị trùng hả? Công sức em tập bữa giờ. Trời thôi, có gì đâu khóc không? Em có linh cảm là em sẽ được 3 con 7 hả? Không không, em nói em tập 7 ngày. À trời. Tại vì dơ như vậy thì cứ cảm giác như là sẽ có một cái linh cảm xấu thật sự. Hai nhát. Đau. Không muốn nói gì thêm luôn, thôi bây giờ mình chia sẻ đi, bữa giờ mình làm được cái gì rồi nè? Bữa giờ em tập nhảy. Có thể đây là bài trình diễn đầu tiên mà em nhảy nhiều nhất từ cái vòng thi trước. Cái thứ hai là em phải tập cười giống anh Huy. Tại em thử cười không giống nè. Rồi còn phần hát thì sao? Giọng nam giọng nữ cũng ráng. Cũng ráng đúng không? Dạ ráng. Và ngay bây giờ mình sẽ xem thử coi là bữa giờ Cara Phương đã tập luyện như thế nào. Dẹp hết những nỗi buồn phiền đó, mình bước lên sân khấu một cách kiêu hãnh, thần thái, vui vẻ, dễ thương, đáng yêu như anh Ngô Kiến Huy. Thể hiện tinh thần của một chàng hoàng tử khôn ngoan, tuấn tú, dũng cảm, kiên trì, không bao giờ bị khuất phục. Đó chính là nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Dì ơi em nơi nào cho anh biết tên, chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trẻ mây khi em nói câu xin chào, chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại được gần hương thơm tỏa thật siêu kỳ, dừng lại một phút anh muốn nói. Truyền thái y đi, em đã say mất luôn lối về, từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền, nàng đã mang anh đi về
nơi kiên tin muôn vàn điều hay. Ba 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 ba, truyền thái y đi truyền thái y. La 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 ba 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 ba. Ba 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 ba, truyền thái y đi truyền thái y. Cho anh biết tên, chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần như tim rối bời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em mơ câu xin chào, chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại được gần, hương thơm có thật siêu kỳ. Dừng lại một phút, anh muốn nói. Truyền thái y đi, anh đã say mất luôn lời về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kiên tin muôn vàn điều hay. Truyền thái y đi, truyền thái y. Ba-ba-ba-ba, truyền thầy đi, truyền thầy. Đắm say giai điệu này cùng nhau em nhé. Chẳng ai có thể chia cách đôi ta. Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi tiên cánh. Em ơi em đừng lo vì anh ở ngay đây rồi. Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy. Xin cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. You deserve. Xin chào anh Bắp. Hi em. Anh Bắp ơi, cho em hỏi là nụ cười đặc trưng của anh á, lúc nào cũng có một cái răng khểnh. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy anh hơi bị không có cười quá nhiều khi mà nhe răng. Thì cho em hỏi cái răng khểnh của anh đâu rồi ạ? Hồi nãy anh ăn cơm tấm, cắn miếng sườn cộng. Ra đây mất tiêu cái răng. Cắn cái răng khểnh. Đúng rồi, dùng răng khểnh để ăn đúng sườn. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì phải rút kinh nghiệm. Anh rút kinh nghiệm sâu sắc. Đúng từ rồi. Từ hôm nay về sau. Đúng rồi, đúng rồi. Quá tuyệt vời, một tràng vỗ tay dành cho Ngô Kiến Huy. Vâng, xin mời chị Trác Thúy Miêu ạ. Đang định nói em gái sao mà đẹp trai quá vậy? Thì có chị, những tuần trước là bạn đã từng hóa thân thành Sơn Tùng NTP. Bước ra một cái là em choáng ngợp liền. Đây là một cái nhan sắc phi giới tính nha chị. Thật sự. Làm con gái cũng đẹp, làm con trai cũng không đẹp luôn. Không mà thích quá, thích như vậy nè. Nhưng mà bạn lạnh còn hơn Bắp luôn á. Tại vì Bắp nè, người ta ý người ta có cái nanh cọp, người ta nhếch mép. Mình không có cái nanh cọp như người ta cho nên mình không nhếch mép. Đâm ra nó bị lạnh lùng. Dạ. Hôm nay hình như Kara có gì đó không tập trung lắm. Bị mệt hay là bị phân tán bởi vũ đạo hay là sao hả? Bị bận nhét hai cái đụng vai trong này. Đó, lúc này em thấy miếng rớt ra đúng không? Dì ơi em nơi này cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai. Dạ. Uổng quá à. Anh thì nghĩ thế này. Cái bài truyền thái y này thì nó là một cái MV cực kỳ duyên dáng và thể hiện được đúng cái cá tính của Ngô Kiến Huy. Một anh chàng duyên dáng và tếu táo. Đó mới là cái điều mà khán giả yêu thích ở Ngô Kiến Huy, chứ không hẳn chỉ là vì giọng hát. Nếu như em làm lại cái bản mà từ MV á, từ cái câu chuyện đó mình tái hiện một phần nào đó thôi, thì chắc chắn là em sẽ ra được cái thần thái của Ngô Kiến Huy nhiều hơn. Dạ. Là với cái bài hát này. Nhất là khi em cũng biết rằng là mình không có được cái răng khểnh như Huy. Bây giờ mình làm sao mà hóa trang cái răng khểnh, bây giờ nhét cái gì vô bây giờ. Thì đó là cái điều anh hơi tiếc cho cái tiết mục này nha. Bởi vì anh biết Kara có khả năng diễn xuất và hóa thân. Nếu như mình chọn đúng cái tiết mục thì em sẽ càng tỏa sáng hơn. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa ạ. Vâng, em xin mời giám khảo Mỹ Linh. Đúng là chị cảm thấy là cái bài này của em nó hơi trầm á. Dạ. Anh chàng kia là anh tươi, anh có cái răng khểnh đã đành rồi, nhưng mà cái bản tính của anh lúc ra sân khấu là nó tinh thần, nó là tươi tắn hơn. Nhưng mà em thì lạnh lạnh hơn. Thế nên là em hát bài của Ngô Kiến Huy nhưng mà nó mang tinh thần của Cara Phương nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái tinh thần của Cara Phương nó cũng hay. Nhưng mà ở đây chúng ta là gương mặt thân quen, đâm ra là gương mặt hôm nay là không mấy quen lắm. Dạ. Không thôi quen để lắm. Lần sau sẽ xuất sắc hơn hôm nay. Dạ. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn Cara Phương rất nhiều. Xin mời bạn về chỗ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Đó là ai? Mời các bạn theo chân Duy Khánh nha.
Xin chào Phạm Lực, tuần này bạn sẽ hóa thân thành nhân vật nào? Marilyn Monroe. Wow, đây là một biểu tượng nhan sắc đình đám mà xuyên không gian, xuyên thời gian. Chính xác, mê cô này kinh khủng luôn. Cái này giống như ước mơ mình được làm một lần ấy. Mình đã mê từ bé và mình rất là thích thú. Thì khi mình tập luyện mình cảm thấy dễ dàng hơn hay không? Cái bài này á, mình áp lực về cái phần phát âm vô cùng luôn. Vì tôi giỏi tiếng Anh mà. Sau đó là đến cái phần diễn xuất. Trong người cô này quá nhiều tính cách luôn. Kiểu đáng yêu, dễ thương, sexy, rồi hồn nhiên. Nói chung là đủ hết luôn. Và trong một tiết mục là cô ấy đã thể hiện ra được hết những cái tính cách đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ xem lại coi quá trình tập luyện của Phạm Lịch những ngày qua như thế nào các bạn nhé. Thấy được mỗi lần mà Phạm Lịch đẩy cái chữ no á, đau lòng tôi. No. Duy nhất đoạn đấy mà từ sau là tóc lại mồ hôi luôn đấy, áp lực đấy. Không sao, nhưng mà về cái phần vũ đạo không phải là quá khó so với Phạm Lịch đúng không? Không. Vậy thì bây giờ, khó chứ. Vẫn khó hả? Đây, Lịch còn gặp áp lực hơn, tại vì khi mà mình vừa hát vừa nhảy rất là khó, mình đâu có kinh nghiệm đâu. Nếu mà mình làm lơi quá thì mọi người sẽ ôi tại sao cô này cô lại dancer mà sao cô nhảy động tác cô không có chắc. Mà mình làm lố quá thì mình không biết tiết chế cái hơi. Nên là gì mình đó, càng áp lực đúng không? Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong, mình nhờ ekip hóa trang cố gắng giúp mình hóa thân thành Marilyn Monroe. Đó, thần thái xuất sắc. Đi nhá. Xin mời. Lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem tiết mục mà Phạm Lịch đã hết sức trên sân khấu của Mặt Thân Quen. Girl's best friend.
Symphony. Cartier. Lights, star, rope, open. Talk to me, Harry Winton. Tell me all about this. The make I'm a time when a light need a lawyer, but diamond not a good best friend. The make I'm a time when a hard work a lawyer, think you're off a night, but yet that I am no die. Hear you guys when stars so high, but beware when they start to descend. It's that the lights will go back to their bouncer. Diamonds are the girl's best friend. I heard of a fair that a trick with a Tony, but diamonds are the girl's best friend. And I think a fair that you must give less money, a better bet. If little bet get big bet guess. Time go on and you it gone, and you can track that up when you bend. But step back or step near, you stand straight up. Ấn tượng, quá xuất sắc và quá hay, quá đẹp luôn. Chào Phạm Lịch. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Lần trước khi mà bấm chọn chúng nhân vật này thì Phạm Lịch hơi lo lắng. Ngày hôm nay sau khi biểu diễn còn lo lắng nữa không? Hay là cảm thấy đã rồi? Nếu mà nói là đã thì không bao giờ đã được. Giống như là bản thân mình lúc nào mình biết là mình sẽ kiểu còn sai sót ở đâu á. Nếu mà có cơ hội ấy, thì mình sẽ còn làm tốt và làm tốt hơn nữa. Để biết rõ về những cái thiếu sót mà như Phạm Lịch mới chia sẻ thì chắc là phải nhờ đến sự giúp đỡ cũng như là góp ý từ phía ban giám khảo. Và chị Miu, không biết là cảm xúc của chị như thế nào khi mà xem Phạm Lịch hóa thân trong tiết mục lần này ạ? Chắc chắn rằng là bài thi này không thể làm khó một vũ công, vì đây là một cái biên đạo gần như là đã đi vào kinh điển. Cái mà khiến cho chị Miu ngồi dưới này cồn cào thiếu, đó là nụ cười bất hủ của Marilyn. Marilyn yêu tất cả mọi thứ xung quanh cô ấy. Khi mà cô ấy nói chuyện với mấy bạn gái, mấy cưng à, hột xoàn, đồ này nọ là bạn bè thân hữu nhất của chị em mình đó nha. Xong rồi quay qua giặt mặt, mấy anh à, tụi em không có bạn, chỉ có hột xoàn mà thôi đó à nha. Mà cô nói bất cả mọi thứ với một nụ cười. Và cái nụ cười đó khiến cho Marilyn đi đến đâu được người ta yêu đến đó. Còn đây chị rất hiểu luôn, vừa phải nhớ vũ đạo nè, vừa phải coi chừng cái thảm này nó móc vô cái giò nè, vừa phải hát vừa phải lấy lời. Nhưng mà khi bạn ngân những cái nốt cuối, ví dụ như cái no đầu tiên hay là cái câu cuối cùng, khi bạn không phải chuyển động nữa, thì lúc đó mình nghe cái rung ngân trong trẻo của Marilyn Monroe ngày xưa. Chỉ tiếc rằng là đúng là rất khó, một tuần vừa nhảy múa vừa hát hụt hơi, nhưng mà đúng là không dễ. Đó là một fashion icon, đó là một biểu tượng rồi, đúng là không dễ. Cảm ơn giám khảo Trác Thi Miu. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị cảm thấy là vũ đạo tốt mà đến ngày hôm nay em hát càng ngày càng tốt lên. Chị nghĩ là em đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên là cái tiết mục này nó vẫn cứ thiếu cái gì đó. Và chị chưa biết là thiếu cái gì cho đến khi chị Miu xác nhận là thiếu cái nụ cười. Cái này là cái khó nhất. Bởi vì bản thân Phạm Lịch là một cô gái hoàn toàn ngược lại. Chân phương, dễ thương và hồn hậu. Mà Lịch không phải là một diễn viên thì là rất khó. Nên là chị vẫn rất là khen tiết mục này ở phần vũ đạo cũng như là phần cố gắng đã biểu diễn hát tốt của em. Còn về cái phần nhập vai vào Marilyn Monroe thì đúng là còn thiếu.
cái điều mà khó mà như là chị Miu và chị Mỹ Linh nói là trong tiết mục này là thiếu á, là bởi vì sao? Theo anh nghĩ nha, nếu như ngoài đời thật là một người mà ham mê vật chất thì có khi người ta sẽ thể hiện cái điều đó một cách nó quá thực dụng và mình sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu. Nhưng mà khi một người phụ nữ đẹp và cô ấy lại rất là hồn nhiên như một chú mèo con, thích nhõng nhẽo như một con nai tơ ngơ ngác, thích mấy thứ lấp lánh ơi, thích mấy thứ lấp lánh, nói ra cái điều đó một cách nó hồn nhiên thì người ta lại cảm thấy rằng cái cô gái này đáng yêu vô cùng. Cho nên nó khó là như vậy. Cho nên là em phải diễn tả làm sao vẫn thấy cái sự trong trẻo hồn nhiên đáng yêu nhưng mà lại nó vô cùng thực tế. Thì cái đó là không phải diễn viên nào cũng có thể làm để được cái điều đó. Nhất là khi chúng ta chỉ có một tuần lễ để chúng ta nhập vai vào cái nhân vật quá khó này. Vì vậy anh cũng có thể hiểu được tại sao trong cái tiết mục này của em nó vẫn còn bị thiếu cái điều đó. Còn về cái tạo hình hay là về cái bài hát thì anh biết rằng em đã rất là cố gắng để có thể tạo được một cái tiết mục như ngày hôm nay, như chúng ta đang xem. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn giám khảo rất là nhiều. Thật ra nha, đối với cá nhân Duy Khánh thì Duy Khánh nghĩ là giá như mà các thí sinh ở đây khi mà bấm chọn được các nhân vật rồi sau đó được lắng nghe những cái lời tư vấn từ ba vị ban giám khảo trước thì có phải là những tiết mục của cả 6 thí sinh đều rất hoàn chỉnh, hoàn mỹ không ạ? Thế thì chúng tôi phải nhức đầu lên 50.000 lần. Ban tổ chức cho em xin thêm đầu lương làm huấn luyện viên luôn. quá hợp lý. Và trước khi đến với phần cho điểm từ phía ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao cũng như là thưởng thức một tiết mục vô cùng giải trí. Nhịp tim ngày một tăng nhanh, tâm trạng tụt đã không phải là về người. It's a you, hoặc cách ngày càng buông lơi, ánh sáng tan biến ở chân trời. Là lối trong giữa mơ tình cảm tới, đâu có ngờ một cảm giác rất khó thở. Trời thì anh cũng quyết tâm phản bội. Bên anh ngày đêm, anh sẽ khiến cho em say mê. Hands up, giơ hai tay lên đầu hàng. What's up? Có chịu để em vào hang? Khuya rồi cũng không tồi, nơi em nguyện làm con mồi. Bữa ăn của anh buổi tối là cùng lên đầu và khóa môi. Nằm trong tay, cũng chẳng thể giữ em đến nay. Và chẳng mày mỗi nghi ngờ, để chim lên bây giờ. You're my, oh my, oh my. Xin người đừng bỏ chạy đi mau, ngọn lửa bùng cháy. Yeah.
Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây sẽ là phần mà các thí sinh mong chờ, và ngược lại là phần mà ban giám khảo hổng mong muốn một tí xíu nào hết, bởi vì nó gây nên rất là nhiều những cái hoang mang, phân vân, bối rối. Và rút kinh nghiệm ở những đêm thi trước, khi mà em mời thì mọi người cảm thấy không thoải mái với cái lời đề nghị của em, nên bây giờ em nghĩ là để cho ba vị giám khảo của chúng ta thỏa thuận với nhau xem ai sẽ là người cho điểm trước thì nó sẽ dễ hơn. Nhiều ra ít bị đi. Chị chơi không chị? Rồi hai người đi, một người thứ nhất, một người thứ ba, tôi ở giữa. Ôi bà khôn quá này. Trời ơi, khôn như bà quê tôi đầy luôn á. Thôi, tìm ra. Một, hai, ba. Thấy ra sao nha? Thôi kệ, không sao, phụ nữ mình nhường được. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm đến từ vị trí của giám khảo Đại Nghĩa. Dạ, thưa tất cả quý vị và thưa các bạn thí sinh thân mến, hôm nay là một cái ngày mà rất là hoang mang thật sự. Bởi vì tiết mục đầu tiên ra mình thấy hay, tiết mục sau cũng hay, càng lúc nó lại càng hay. Cho nên là lỡ nếu như mà bạn nào ngay từ đầu nhận được quá nhiều lời khen mà sau đó điểm số thấy không như ý thì các bạn cũng hiểu, nhưng mà thông cảm giùm anh nha. Điểm 7 anh xin được gửi đến cho tiết mục của Cara Phương làm Ngô Kiến Huy. Điểm 8 anh xin được gửi đến Phạm Lịch, Marilyn Monroe, Linh Ly. Anh gửi em điểm 9. Mặc dù ban đầu em thuyết phục anh vô cùng luôn, nhưng mà sau đó có những tiết mục khác là thuyết phục hơn nữa. Nó khổ là chỗ đó đó. Điểm 10 anh cứ nghĩ hôm nay bạn sẽ được giải nhất. Anh cứ nghĩ là bạn này đã quá hay, quá xuất sắc, vượt bậc với những gì mà anh trông đợi. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ là điểm 10 thôi. Anh xin gửi đến Phạm Việt Thắng. Còn điểm 11 và 12 lại tiếp tục cân não. Khúc này mới hồi hộp nè. Hai người, một bạn là Đen Vô, rồi một bạn là Adam Levine. Bạn nào cũng xuất sắc hết. Anh xin được gửi điểm 11 cho Thái Sơn và 12 cho Hải Đăng Đô. Với những gì em đã nỗ lực, với những gì em đã cố gắng, thì anh nghĩ rằng điểm 12 ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với em. Xin chúc mừng Hải Đăng Đô vừa nhận số điểm cao nhất đến từ vị trí giám khảo Đại Nghĩa. Và tiếp theo như đã hứa thì sẽ là giám khảo Mỹ Linh ạ. Mình sẽ chỉ đọc điểm và không bình luận gì hết. Dạ vâng ạ. Bởi vì mình cân não, mình nhức hết cả đầu rồi. Cara Phương nhận điểm 7. Phạm Lịch nhận điểm 8. Phạm Việt Thắng nhận điểm 9. Linh Ly nhận điểm 10. Đen Vô 11 và Maroon 5 Hải Đăng Đu 12 điểm. Wow, xin chúc mừng một lần nữa Hải Đăng Đu. Và cuối cùng sẽ là giám khảo Trác Thúy Miêu. Tự dưng coi bài của hai bạn kế bên cái muốn đổi bài mình ghê luôn á. Khó lắm mấy bộ ơi, khó hơn là tụi em đi ra thi rất là nhiều. Linh Lý điểm 10. Dạ. Hải Đăng Maroon 11 điểm. Không có đồng ý với lại Nghĩa lắm. Tôi đòi hỏi rất nhiều khi mà thể hiện một nghệ sĩ đã là thần tượng của nhạc của miền Nam á. Cho nên hắn phải cố nữa cơ mới ra được cái tài năng dị biệt của anh Kim Tử Long. Dành cho 8 điểm thôi. Ê, nhưng mà hóa ra cũng dễ, tại vì thấy các bạn chơi với nhau rất là trượt. Nghĩa là người thấp điểm hơn, thì chúc mừng cho người nhiều điểm. Do đó mình vững tin mà mình cho 7 điểm Cara. Bằng tất cả tình yêu, chị không phải là dành cho Thái Sơn mà cả cho Đen Vô nữa, 12 điểm. Wow. Marilyn Monroe 9 điểm, chị Miu gửi tặng em. Cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu rất là nhiều. Và vậy là Thái Sơn đã vừa nhận số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo Trác Thúy Miêu. Và ngay sau đây sẽ là tổng điểm của các thí sinh trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời. Cara Phương 21 điểm, Phạm Lịch 25, Phạm Việt Thắng 27, Linh Ly 29, Thái Sơn 34 và nhất tuần đó chính là Hải Đăng Đô 35 điểm. Xin chúc mừng Hải Đăng Đô, xin mời bạn bước lên sân khấu để nhận phần thưởng đến từ chương trình Gương Mặt Thân Quen. Đây là phần thưởng nhất tuần của bạn, thì không biết là lần đầu tiên
khi mà bạn quay trở lại rồi bạn cũng đã cố gắng rất là nhiều và ngày hôm nay đã được cầm trên tay cái giải nhất tuần này thì cảm xúc của bạn như thế nào? Thật sự thì khi mà em tham gia chương trình này thì em không mong đợi là em sẽ được nhất tuần hay gì, bởi vì các anh chị ở đây ai cũng rất là giỏi hết ạ. Nên là em chỉ mong là mỗi một tiết mục thì em sẽ được học hỏi và được góp ý từ anh chị thôi ạ. Cho nên là khi mà em biết tin em biểu diễn một tiết mục mà anh chị cảm thấy rất là hứng thú thì em thực sự rất rất vui luôn ạ. Mà em cảm thấy đấy là một động lực để em phát triển mình hơn ạ. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Hải Đăng Đu. Rất tuyệt vời, mời bạn về chỗ. Và ngay sau đây sẽ là tổng điểm của các thí sinh sau 2 tuần thi. Xin mời. Phạm Lịch 53 điểm. Đồng điểm là Phạm Việt Thắng 53 điểm. Cara Phương 56. Linh Ly đồng điểm với Cara Phương cũng 56. Hải Đăng Đu 60. Và Thái Sơn dẫn đầu với 64 điểm. Xin chúc mừng Thái Sơn, rất tuyệt vời. Và ngay sau đây sẽ là phần rất hấp dẫn và các bạn ấy cũng rất trông chờ khi sẽ được chọn các nhân vật ở tuần tiếp theo. Xin mời các bạn. Xin chào Cara Phương. Tuần này là lần thứ 2 em hóa thân thành nghệ sĩ nam đúng không? Dạ đúng rồi. Em có muốn làm nghệ sĩ nam tiếp không? Có đẹp trai không ạ? Rất ạ. Vậy thì muốn làm nữa ạ? Muốn làm nữa đúng không? Mời em đặt tay lên cần gạt may mắn. Sẵn sàng nhá. 3 2 1 bắt đầu. Wow! Nghệ sĩ hài Thúy Nga. Sao? Được không? Chết rồi, em phải diễn hài ta. Nhưng mà bình thường em cũng duyên dáng mà. Thôi sợ rớt cái miếng á. Không sao, nếu em rớt miếng, anh với là mọi người ở đây sẽ lượm giùm em. Dạ, cảm ơn mọi người. Cố lên. Buồn hả? Sao buồn quá, chưa được nhất tuần lần nào. Chưa được nhất tuần lần nào đúng không? Ê, rồi mà, đừng có quên nha. Trời, có nghĩa là quên luôn chiến thắng của bạn nhất mình. Chung với tôi nha. Em hôm nay hoang mang quá. Một cô gái tham vọng nhất nữa đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt tay lên cần gạt, hy vọng là tuần sau sẽ là một nhân vật sở trường của Phạm Lịch. Em hy vọng em được trở về với quê hương của em. Ok. Việt Nam. 3 2 1 bắt đầu. Wow. Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Em được về Việt Nam rồi. Cũng được. Được về Việt Nam là em vui rồi. Được về Việt Nam là vui rồi. Cố lên. Rồi. Cảm ơn Phạm Lịch. Bây giờ sẽ là Phạm Việt Thắng. Thì trước khi bạn đặt tay lên cần gạt để chọn nhân vật tiếp theo cho mình ở tuần sau thì Duy Khánh chia sẻ tí xíu, đó chính là các nhân vật ở tuần sau sẽ là các nhân vật thuộc thập niên 2000. Đó. Nãy giờ đã có hai nhân vật rồi. Bây giờ là bạn sẽ là nhân vật nào đây? Hồi hộp không? Thì thật ra đối với một người đàn ông đã bước chân ra ngoài xã hội như em thì cái cần gạt này em tiếp xúc nhiều rồi. Sao em có thể căng thẳng đến như vậy? Thật sự em phải thả lỏng ra thì nó cũng làm em cảm thấy hơi lo lắng. Em hơi lo lắng và em đang cố gồng mình để bảo vệ cho chính bản thân mình đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, mời em đặt tay lên cần gạt. 3 2 1 ID. Wow. Trời. Em ơi, bắt đầu lo lắng từ từ nữa nha em. Một người đàn ông bước chân ra ngoài xã hội thì mẹ em dặn là không được lo lắng. Rồi, 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 em làm theo lời mẹ dặn dùm nha. Rồi, cảm ơn Phạm Việt Thắng. Xin mời Linh Ly. Có muốn chia sẻ gì trước khi gạt cái cần gạt may mắn này không ạ? Thực sự là lần nào mà gạt cái này thì cũng hơi hồi hộp. Không biết là mình sẽ rơi vào nhân vật nào. Và mỗi nhân vật lại là một thử thách đối với mình. Không sao, giúp cho mình trải nghiệm được nhiều hơn. Gương mặt thân quen là thế mà. Yeah, okay. Đúng không ạ? Rồi, xin mời Linh Ly. Sẽ là ai đây? 3 2 1 bắt đầu. Wow, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Mới nói được xong đó. Nha, được nha, được nha. Về cái vẻ ngoài thì là Linh rất là ốm. Khi mà hóa thân thành chú Linh thì Khánh nghĩ là có thể đó nha, được á. Đúng không các bạn? Hợp lý đấy, hợp lý đó. Linh sẽ cố gắng. Rồi, cảm ơn Linh Ly rất nhiều. Xin mời. Ủa sao mà ế hoại quá vậy nè, hồi nãy mới nhận được điểm cao nhất từ chị Trác Thúy Miêu rồi mà. Phải vui lên chứ, phải hừng hực lên chứ. Thực ra thì đây là tuần thứ 3 được nhì rồi. Rất là mong muốn được lần được nhất nên thật ra rất là mong là cái nhân vật tiếp theo một là cháy luôn, hai là xuống mình sẽ điểm thấp luôn. À, đấy, không tức nói là chơi được. Tới. Không nói vậy được. Ok. Cái kiểu của bạn là thắng ăn cả ngã về không đúng, đúng không? Rồi, đúng không. Rồi. Thắng ăn cả ngã đi tiếp. Vâng, và bây giờ xin mời bạn để tay lên cần gạt ạ. 3 2 1 bắt đầu.
Wow, nam ca sĩ lừng danh Ưng Hoàng Phúc. Trời, một nam ca sĩ có một giọng hát cực kỳ đặc trưng và hàng loạt các bài hit. Ok. Trời ơi, được không? Được. Được đúng không? Nói chung là mình chưa biết được hay không, nhưng mà đây là thần tượng của mình. Dạ, yeah. Thần tượng là được rồi. Dạ, yeah, ok. Chúc mừng Thái Sơn. Cảm ơn rất nhiều. Và người cuối cùng, xin mời Hải Đăng Đu. Em mong muốn là tuần tiếp theo em sẽ hóa thân thành một nhân vật như thế nào? Năm 2000 là năm em được sinh ra, và cái thời điểm đấy là bố mẹ em rất rất đẹp, nên là em dù là nam hay nữ em cũng sẽ được truyền cảm hứng từ bố mẹ á. Quá bởi tuyệt vời. Rồi, để tay lên cần gạt. Sẽ là ai đây? Nhân vật cuối cùng sẽ xuất hiện trong đêm thi Gương Mặt Thân Quen tuần sau, đó chính là 3, 2, 1. Wow! Oh, trời ơi, giám khảo của chúng ta đang ngồi trước mặt luôn, nữ ca sĩ Mỹ Linh. Chết rồi. Chị ơi, nếu mà có gì chị bỏ qua cho em. Em cứ yên tâm đi, thật ra chị Linh chứ không có để bụng đâu, chị chỉ là thù dai thôi. Ôi chết. Trời, vậy là em phải bắt đầu lo từ từ nha em, lo từ bây giờ là được rồi đó. Rồi, thì như thông lệ của chương trình Gương Mặt Thân Quen thì thí sinh nhất tuần sẽ biểu diễn lại ca khúc mà bạn ấy đã thể hiện trong chương trình nha. Ngay bây giờ, em sẵn sàng để thể hiện lại một lần nữa không? Rất ok, một tràng vỗ tay dành cho Hải Đăng Đu. I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knee. Just wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. I just wanna be when you're away. Ooh baby, just wanna be there where you are. I just wanna be there where you are. I just wanna be ready to stay. My sugar, sugar, yes please. What you gonna do? I want somebody to speak, don't want somebody to speak. I gotta be the man, there are no other way. Cause you got you all the man, I'm gonna shot the baby. Wanna play no game, just wanna be no game. Just wanna shot shit, no wanna baby. My sugar. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho chương trình Gương Mặt Thân Quen của chúng tôi. Hẹn các bạn vào tối thứ bảy tuần sau trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!
trời đang là ùa không tôi không còn không tôi vẫn chờ không tôi vẫn đợi. Trời ơi, ở đây là tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời, còn đây là tóc ngắn dáng thật to thấy sợ nha. Mà sao thắc mắc cũng kỳ kỳ quá à. Khén bây giờ khén muốn vui hay buồn? Thôi vui đi chứ tới sân khấu gương mặt thân quen mà. Vui mẹ. Nếu em chẳng tin anh, thôi chẳng cần. Muốn yêu thì hay nhé. Awesome, giỏi quá, 10/10. Cha mà ơi, là thầy nghĩa đó.